Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới một cái thông tin khác nữa liên quan tới Twitter Thì uh, bên trên của Twitter đó cũng có một người, người này đó Có cái tên là Mada Aflac Thì đây là một trong những người mà lập trình cho Twitter đã đã chia sẻ một cái đoạn video ngắn Không tới một phút Nhưng mà trong đoạn video này đó đã chia sẻ thêm về cái công dụng xác nhận NFT Những cái token NFT ở trên Twitter Là như thế nào và dùng nó làm gì thì để thường skip qua để các bạn thấy những bước quan trọng mà thôi thì các bạn có thể là vào trong Twitter các bạn edit Twitter của mình khi mà các bạn đã có cái ứng dụng này rồi đó thì sau đó các bạn thì các bạn có thể đổi cái hình đại diện thì hình đại diện bây giờ các bạn thấy được là sau này sẽ có một cái sự lựa chọn đó chính là các bạn có thể chọn cái ảnh NFT cái token NFT ảnh đó làm cái hình đại diện cho mình khi mà các bạn nói là các bạn muốn chọn cái ảnh NFT để mà làm đại diện đó thì các bạn sẽ được chuyển qua một cái uh, trang khác và các bạn sẽ có một cái màn hình như là các bạn nhìn thấy trên màn hình có thể kết nối được với những cái ví như là Coinbase, Trust, Archen, Madamass, save, Crypto.com, Pillar, Opera và Am Token thì các bạn thấy được là đây là những cái ví mà các bạn có thể kết nối, các bạn bấm vào cái ví nào mà các bạn muốn kết nối. Sau đó thì các bạn kết nối với cái ví các bạn như là trong cái ví dụ này là kết nối với cái ví của sàn Coinbase. Sau khi mà kết nối xong đó thì nếu như mà các bạn đang lưu trữ những cái hình NFT ở trong ví đó thì các bạn sẽ thấy cái hình hiện lên. Sau đó các bạn chọn cái hình mà các bạn muốn làm đại diện trên Twitter. Và khi mà các bạn đã kết nối rồi đó thì họ sẽ biết là các bạn là chủ cái ví đó tại vì các bạn có khóa cá nhân. Thì các bạn sẽ thấy được là sau khi kết nối rồi thì trên màn hình đây là cái ảnh đây gì các bạn và bên dưới này các bạn thấy được là có một cái token, cái hình token đó là Ethereum là xác nhận là các bạn là chủ sở hữu thực sự của cái hình này được xác nhận bởi Twitter, nghĩ đây là một cách mà làm cho nhiều người sẽ có hứng thú nhiều hơn đối với lại NFT Các bạn mua NFT đó là không chỉ đơn giản là chỉ mua rồi để trong ví rồi à, mua bán mà thôi mà các bạn có thể dùng đó để mà xác nhận thân phận của mình Ở trên uh, Twitter, thường cảm thấy đây cũng là một điều rất là thú vị mà thường muốn chia sẻ với các bạn Đương nhiên, một trong điều mà thường nghĩ đến là nếu như bạn có một cái ví mà các bạn muốn giấu ẩn danh mà các bạn lại kết nối cái ví đó với lại Twitter của mình thì chẳng thấy gì các bạn cho mọi người biết đây là cái ví thuộc về sự của mình nhưng mà đây là một cái chuyện khác rồi Tôi muốn chia sẻ thông tin này với các bạn mà thôi Kế tiếp nữa là cái thông tin liên quan tới visa Thì visa ngày hôm nay đó chia sẻ là họ à, đã có một cái à, tiếp cận mới đối với cái thị trường này và cách tiếp cận của họ đó là họ sẽ làm một cái nền tảng có thể hiểu đơn giản là nền tảng trung gian đi thì visa là công ty mà các bạn có thể biết là cung cấp những cái dịch vụ như là các bạn là cổng thanh toán tính tiền vân vân thì visa cho một cái ví dụ rất đơn giản giống như là các bạn nghĩ đi các bạn và nhiều bạn bây giờ đi ăn thì sau khi mà các bạn thấy cái bill ra thì mọi người sẽ share với nhau để mà mỗi người trả một phần của cái buổi ăn đó nhưng mà bây giờ thì đơn giản tại vì mọi người đều sử dụng tiền pháp định đồng đô la đi thì mọi người đều rút tiền ra để mà trả nhưng mà sau này khi mà mọi người đó nhiều người sử dụng tiền điện tử thì giống như là thuận thì lưu trữ đồng bitcoin đi các bạn thì lưu trữ đồng bitcoin đồng dogecoin đồng bitcoin cash các bạn khác lại lưu trữ tiền uh, được số quốc gia cbdc thì tất cả những cái đó làm sao mà thanh toán được tại vì mỗi người đều sử dụng một cái loại tiền thì visa nói đó là một trong những cái cách giải quyết mà visa sẽ làm đó chính là sẽ để ra một cái cổng thanh toán chung hay còn gọi là universal payment channel thì đây là một cái cổng thanh toán chung thì cái cách mà hiểu đơn giản nhất đó là mỗi người thanh toán thì tất cả thanh toán đó cái người mà à, chủ quán đó họ chỉ biết là họ thanh toán các bạn thanh toán bất cứ đồng nào họ cũng không cần phải biết tại vì tất cả đều quy về một cái cổng thanh toán chung sau đó, đó visa thanh toán trên cái kênh của họ rồi gửi tiền cho cái người mà cần phải nhận thì hiểu cái đơn giản đây là cái hoạt động của visa và họ thì có cái lòng tin là sau này sẽ không có một cái đồng nào duy nhất mà sẽ có nhiều đồng hoạt động cùng một lúc với nhau đây là cái tương lai mà visa thấy cho nên đây là thông tin rất là quan trọng mà thùng muốn chia sẻ là visa bây giờ đã đi rất sâu vào trong thị trường này và họ đã tìm ra một cách mà công ty visa vẫn có thể đứng vững được cho dù là chúng ta thấy là cái thế giới sau này có thể là sử dụng nhiều tiền điện tử số visa cũng có cách để mà thâm nhập vào cái thế giới đó và kiếm được lợi nhuận đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp nữa thường chia sẻ xong tiktok rồi thường chia sẻ những thông tin này có ý nghĩa như thế nào các bạn thấy được là thông tin mới nhất ta nhận được ngày hôm nay đó là tiktok đã chia sẻ là họ đã thâm nhập vào thị trường nft bằng cách gì bằng cách đó là họ sẽ bán sáu cái video rất nổi tiếng ở trên tiktok từ những người như là Little Nas X, Bella Pros Uh, Britney Broski, Curtis Rose và một số những cái người khác thì những cái video này đó là sẽ được bán và sẽ được có mặt ở trên cái dự án là Immutable X đây là một cái dự án ở trên mạng lưới của Ethereum đây là một cái dự án tầng hai của Ethereum và điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đây đó là cái đây không lâu các bạn nên nhớ là TikTok không có cái thiện cảm đối với crypto các bạn nên nhớ là có một thời gian đó họ uh, hù dọa là những người mà làm những cái video về crypto ở trên TikTok đó thì họ sẽ xóa những cái video đó và có thể là sẽ dẫn đến là cái người đó là bị cấm khỏi TikTok. Nhưng mà cuối cùng thì đã rõ ràng hơn là họ chỉ thông thích những cái video mà mang cái tính chất là lừa đảo trên TikTok mà thôi. Bây giờ vẫn còn rất là nhiều người làm những cái content liên quan đến crypto ở trên TikTok thì điều mà chúng ta thấy được ở đây đó là chúng ta thấy được là visa Reddit, Twitter và bây giờ thích Tiktok đó họ đều quan tâm đến crypto và có một điểm chung là những cái dự án này đều rất quan tâm đến cái sự phát triển của Ethereum Đây là cái sự nhận định của Ocon Daily và Thuận đồng ý và rất là thích cho nên Thuận sẽ cho AlcornDaily một cái like Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin à, kế tiếp đi, cái thông tin kế tiếp đó là thông tin liên quan tới Cardano thì bây giờ sẽ có một cái dự án, cái dự án này đó là một dự án uh, có tên là Mel M -E -L -D. thì dự án này sẽ có một đầu ổn định ở trên mạng lưới của Cardano và đây là một cái dự án đầu ổn định mà được hỗ trợ không phải là tiền pháp định mà đây là một dự án đầu ổn định được hỗ trợ bởi vàng. thì đây là một cái ý nghĩ không phải là mới các bạn thấy được là trên thị trường chúng ta đã từng nghe nói tới nhiều cái dự án mà liên quan đến là đầu ổn định mà được hỗ trợ bởi vàng hay là những đồng nào mà được hỗ trợ bởi vàng như là chúng ta thấy được là những đồng như là Tether Gold Có thể nhiều bạn không biết tới chúng ta có một cái đồng gọi là Tether Gold là một đồng Tether mà có vàng được lưu trữ và giữ giá trị của cái đồng đó hay là cái đồng AABB Gold Token hay là cái đồng có tên là Permin Go Token. Thực ra mà nói thường không có quan tâm nhiều đến những cái đồng mà được hỗ trợ bởi vàng tại vì thường cảm thấy được là đây cũng không phải là một cái loại đồng mà nhiều bạn quan tâm đến tại vì chúng ta thấy được là Bitcoin đã là vàng điện tử rồi. Nếu như nói là cần phải có vàng để mà hỗ trợ một đồng thì tại sao lại không lấy Bitcoin để mà tự hỗ trợ một đồng nào đó đi. Và đây không, không biết là có phải là một trong những dự án mà có thể được nhiều bạn quan tâm hay là không nhưng mà đối với thuận thì thường không có quan tâm nhiều đến những cái dự án như thế này tại vì cuối cùng thì các bạn cũng cần phải có cái lòng tin là có cái công ty nào đó lưu trữ một số lượng vàng nào đó mà các bạn khó để mà kiểm chứng được để mà đảm bảo cái giá trị của token của bạn các bạn thấy được là những token mà lưu trữ bằng tiền mặt đó như là chúng ta nói tới đồng USDT, USDC thì kiểm toán đã khó rồi chứ đừng có nói được là đi kiểm toán vàng thì làm sao mà các bạn thấy được vàng đó là vàng thật hay vàng giả các bạn thấy là rất là khó cho nên đây là một trong những cái điều mà thường cảm thấy là khó để cho nhiều người có thể là tiếp cận và chấp nhận được liên quan tới một đồng ổn định mà được hỗ trợ bởi vàng nhưng mà có thể là thường nghĩ gì thôi nhiều bạn có thể là rất thích cho nên Thùng muốn chia sẻ cái thông tin này với các bạn kế tiếp thì Thùng biết là có rất nhiều bạn là fan của cái game Axie Infinity thì cái game Axie Infinity này, này, này họ nói là họ sẽ có một cái airdrop tổng cộng trị giá lên tới 60 triệu đô la Và họ sẽ airdrop đồng nào? Đó chính là cái đồng quản trị của cái mạng lưới Axie Infinity Như bạn có thể biết đó chính là đồng AXS Và họ sẽ có tổng cộng là 800.000 à, cái số lượng AXS này Là họ sẽ gửi đến cho những cái player, những cái người mà chơi game đầu tiên đầu tiên là khi nào đầu tiên họ nói là họ lấy cái snapshot đó có nghĩa là họ lấy cái lúc mà chụp lại ngày 26 tây tháng 10 năm 2020 có nghĩa là đã rất lâu rồi nhưng mà nào mà mới tham gia thì có thể là không có thể nhận được cái số lượng airdrop này chỉ dành cho những người nào mà đã tham gia chơi từ lâu chơi từ tháng 10 của năm ngoái và như mà nào mà nhận được airdrop hay comment ở bên dưới đây cũng là một những cách mà những dự án đó có thể là hỗ trợ những người mà đã ủng hộ cái cộng đồng của họ từ những ngày đầu tiên Và bây giờ đó đồng Axie Infinity Có thể dùng để mà uh, stake Như là các bạn nhìn thấy Đây là cái thuyết kiến thức của Axie Infinity Các bạn đã có thể dùng đồng của mình để mà stake Và cái số lượng mà các bạn nhận được đó Nếu các bạn đã chơi game này Từ cái thời điểm là ngày 26 tây hay là trước đó Thì cái số lượng token các bạn nhận được Là dựa theo là các bạn có bao nhiêu con Axie À, các bạn đã có bao nhiêu cái miếng đất NFT hay là các bạn đã thắng bao nhiêu trận đánh hay là các bạn đã mua bán bao nhiêu axi tất cả những điều này đều sẽ là những cái điểm cộng cho các bạn nhận được bao nhiêu cái đồng axi infinity này bây giờ Thuận sẽ chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin liên quan tới onchain đi hôm nay cũng chúng ta thấy được là tình hình cũng không có nhiều cái sự khác biệt cho nên không dành quá nhiều thời gian để mà nói về onchain nhưng mà nói về on-chain thì chúng ta nhìn vào tình hình của Classno đi. Thì một trong những cái điều mà thường thường thích nhìn đó chính là tình hình ngày hôm nay đó giá có cái sự tiến triển cũng là tốt đối với Thuận. Và khi mà giá bây giờ là 43.662 nhưng mà chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin tính theo Classno mà đang có lời bây giờ đó là vẫn là dưới 80%, 79,98% thường là dưới 85% là thường cho là ổn định Chúng ta không muốn thấy cái số lượng Bitcoin mà có lời dựa theo on chain mà quá cao Cho nên bây giờ vẫn là dưới 85% Giá Bitcoin bây giờ vẫn rất là ổn Cho nên đây là một cái điều tốt đối với Thuận Kế tiếp đó là chúng ta nhìn vào cái thông tin thông thường đi Cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra đời ngày hôm qua đó ngày 29 đây là có cái số lượng Bitcoin nạp vào nhiều hơn là rút ra thì nhưng mà chúng ta zoom ra cũng như là thường đã từng chia sẻ các bạn thấy được là đây chỉ là cái tình hình mà xảy ra hai ngày này mà thôi cái số lượng cũng rất là thấp như là các bạn nhìn thấy là những cái thanh này rất là thấp có nghĩa là cái số lượng nạp vào không đáng kể nhìn cái xu hướng chung đi thì các bạn thấy được là cái xu hướng chung vẫn cho thấy là bitcoin ngày lại càng biến mất đi trên những cái sàn giao dịch có một bạn hỏi thuận đó là có phải là chúng ta nhìn vào những thông tin này đó quá bị động hay không tại vì cái số lượng này có thể là thay đổi nhanh chóng ngày này qua ngày nọ thì đây là một điều hoàn toàn là đúng cái mà chúng ta cần phải nhìn vào on chain đó giống như là tài liệu vĩ mô gì đó chúng ta cần phải suy nghĩ là những tài liệu này đó không có cái uh, cái sự ảnh hưởng ngay lập tức ngày mai hay ngày mốt mà đây là những cái tài liệu cho các bạn thấy rõ là cái xu hướng dài hạn là như thế nào như là các bạn nhìn vào uh, bitcoin chúng ta giờ nhìn vào ethereum đi thì Tamiem các bạn thấy được là tình hình thì uh, cái số lượng tờ đó khác với Libit không một chỗ là cái số lượng tờ rời khỏi đó nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn và rất điều đặn chúng ta ngày hôm qua là ngày đầu tiên trong thời gian dài mà chúng ta thấy được là có cái số lượng tờ nạp vào nhiều hơn rút ra nhưng mà cả tuần trước đó là rút ra nhiều hơn nạp vào chúng ta nhìn vào tài liệu của ngày hôm nay đi thì các bạn thấy được là ngày hôm nay thì thường nghĩ là khi kết thúc cũng có thể cho thấy À, là cái số lượng Ether rút ra cũng có thể tiếp tục là nhiều hơn nạp vào Nhưng mà thủ thì quan tâm nhiều hơn là cái xu hướng chung Cái xu hướng chung đó thì các bạn thấy là Bitcoin Ethereum vẫn cho thấy được là tháng này qua tháng nọ Cái số lượng cứ từ từ xu hướng là đi xuống cái đường màu xanh này Có nghĩa là càng ngày càng ít Bitcoin, càng ít Ether hơn Và đây là những điều mà chúng ta đã nhận ra được từ là tháng 7, tháng 8 năm ngoái rồi Trước khi mà có cái đợt tăng trưởng mạnh, thường đã từng chia sẻ rất nhiều thông tin với các bạn là càng ngày càng ít đi, càng ngày càng ít đi. Và khi mà chúng ta thấy cái sự đột ngột mà có nhiều bạn mới đổ thì thị này thì sẽ dẫn đến cái giá tăng rất là mạnh. Tại vì trên căn bản cái nguồn cung đã giảm đi và giảm đi. Và đó đã là cái sự xảy ra vào cuối năm ngoái. Và các bạn thấy đây cũng là những cái điều mà chúng ta thấy là cái sự kết quả không phải là có liền mà cần phải một thời gian sau. Như thường từng chia sẻ với các bạn lúc nào cũng cần một thời gian để mà thấm bào cũng như là làm phát gì đó tiền in ra không có nghĩa là ngày mai là giá cả tăng lên mà tiền in ra rồi một thời gian sau thì thị trường ngành tài chính ngành kinh tế mới nhận cái điều đó và cái sự lạm phát mới thực sự là có như là bây giờ sau khi tiền in ra hơn một năm trước đây trở lại với lê bitcoin đi thì chúng ta nhìn vào tài liệu của đến giờ đi xem coi là ngày hôm nay đó thì có cái khả năng kết thúc như thế nào thì khi mình không zoom vào tài liệu thì đây là cái tài liệu tính theo giờ một cái thanh này là một giờ và thuận zoom cho ra thì các bạn thấy được là tình hình thì ngày mai tôi nghĩ là chúng ta có thể thấy một cái ngày mà có nhiều bitcoin rời khỏi hơn là nạp vào tại vì thường thấy là cái thanh đi xuống này cũng khá là dài nhưng mà ngày mai chúng ta biết điều mà thường có thể chia sẻ với các bạn là tình hình ngày mai đó cho dù là có nhiều hơn ít thì mình không nạp vào nhưng mà cái số lượng cũng không đáng kể đâu nhưng mà những gì mà chúng ta đang chứng kiến, kiến theo từng giờ bây giờ thì một điều khác nữa là chúng ta nhìn vào một tài liệu đây là cái funding rate có nghĩa là cái phí qua đêm thì đây là một trong những điều chúng ta thấy được là những cái người mà trader trên những cái uh, sàn futures thì họ đang nghĩ như thế nào hay là sàn option hay là margin thì các bạn thấy được là bây giờ đã funding rate là 0.005 thì tương đối cũng là uh, gần con số 0 nhưng mà bây giờ đã chuyển qua số dương rồi có nghĩa là đã có thêm một số những cái trader họ đã lạc quan hơn và lệnh long đã có nhiều hơn. Và một dẫn chứng đó, để thuận refresh channel lại, đây là cái trang mà chúng ta sẽ tính theo giờ đi. Thì chúng ta thấy được là bây giờ Tính theo giờ đó thì cái số lượng uh, long và short đó, thì bây giờ vẫn tiếp tục là cân bằng với nhau. Hồi nãy là nhiều long hơn là short nhưng mà bây giờ là đã cân bằng trở lại. 51% là long, 49% là short. Và sàn mà có nhiều lệnh lon nhất là Bitfinex và Kraken cũng giống như là tình hình ngày hôm qua thì nhớ là vậy. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua 12 giờ đi. Thì 12 giờ vẫn tiếp tục là cân bằng. Thì tình hình bây giờ đó đã trở lại là cái số lượng lon và short cũng tiếp tục cân bằng với nhau. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết á, mà thường quan tâm đó chính là cái đường màu xanh các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là cái đường liên quan đến cái tổng số lệnh future trên những sàn thì các bạn thấy được là tổng số lệnh future ra đã bị thanh lý hai lần thì các bạn thấy được là bây giờ đó tình hình nó đã ổn định hơn nhưng mà chúng ta không thấy là cái sự tăng vọt dù những lệnh future thường chúng ta không muốn thấy cái đường màu xanh hay mà tăng cao quá tại vì càng tăng cao thì cơ hội bị thanh lý càng cao và đương nhiên thanh lý mà nhiều lệnh short là tốt Tại vì các bạn thường sẽ dẫn đến là long squeeze Giá lên nhưng mà ngược lại và quá nhiều người long mà Bị thanh lý thì dẫn đến là giá đi xuống rất là lẹ Đây là tình hình mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới on chain ngày hôm nay Và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram channel, Facebook và Twitter để các bạn có thể theo dõi và nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance cũng như là các bạn có thể nhận được 5% ở phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là những cái bonus đến từ những cái partner như là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn phái sinh Moon XPT cũng như là các bạn nhận được bonus đến từ sàn Bybit và sàn Moon XPT và Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký vào group tin thời trang miễn phí cũng như là những cái ưu đãi đến từ những partner như là sàn Asaniax hay là sàn Nam Roy cũng như là các bạn có thể tìm hiểu những cái sàn ở Hoa Kỳ như là sàn Coinbase hay là sàn Binance US nếu như các bạn là một người sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin cũng như là những cái dịch vụ như là BlockFi là nên có lãi các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và tiếp tục hoàn những cái dịch vụ các bạn rất là quen thuộc rồi đây là hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi các video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!